Vậy thì một elip nó có những đặc điểm hình học gì? Thì chúng ta còn tìm hiểu phần thứ ba là hình dạng của elip. Dựa vào phương trình chính, chính tắc của elip là x bình trên a bình cộng y bình trên b bình bằng một, thì chúng ta có thể có một vài nhận xét sau đây. Đầu tiên thầy có điểm m trên elip có tọa độ x y. Đương nhiên là tọa độ của m phải thỏa mãn phương trình chính, chính tắc của elip. Bây giờ thầy xét điểm m 1 có tọa độ trừ x y. Thì điểm m 1 này có thuộc elip hay không? Nó cũng thuộc elip e. Vì sao? Vì tọa độ của nó cũng thỏa mãn phương trình này trừ x bình phương thì cũng giống như x bình phương. Như vậy, từ điều này thì chúng ta có thể kết luận được điều gì? Điểm M1 này cũng chính là điểm đối xứng của M qua trục tung và trục OI chúng ta. Cho nên chúng ta có thể kết luận là OI là một trục đối xứng của elip. Tiếp theo, thầy xét điểm M2 có tọa độ là x y. Tọa độ của M2 này cũng thỏa mãn phương trình của elip E, cho nên nó cũng thuộc elip E. Và M2 là điểm đối xứng với M qua trục của x. Cho nên từ đây thầy cũng có thể kết luận là trục OX cũng là một trục đối xứng của elip. Và thầy xét tiếp điểm M3 có tọa độ là trừ x trừ y. Thay tọa độ của M3 vào phương trình của E, chúng ta thấy nó cũng thỏa mãn. Như vậy M3 cũng thuộc elip E. Và M3 lại là điểm đối xứng của M qua góc tọa độ O. Cho nên từ đây thầy cũng có thể kết luận là góc tọa độ O làm tâm đối xứng của elip E. Như vậy, một elip nó sẽ có các trục đối xứng là Ox và Oy và nó có tâm đối xứng là gốc tọa độ O. Chúng ta thấy nó khác đường tròn ở chỗ nó chỉ có hai trục đối xứng là Ox và Oy, còn đường tròn sẽ có vô số trục đối xứng. Bây giờ, thầy gọi A1A2 là các giao điểm của elip với trục Ox. B1B2 là các giao điểm của elip với trục Oy. Làm sao chúng ta có thể tìm được tọa độ của A1 và A2 ở đây? À, chúng ta chỉ cần thay giá trị y bằng 0 vào phương trình của elip E. Khi thay y bằng 0 thì x bằng cộng trừ a. Như vậy a1 sẽ có tọa độ là chữ a0, a2 sẽ có tọa độ là a0. Tương tự để tìm tọa độ của B1 và B2 thì thầy chỉ cần thay x bằng 0 vào phương trình của E. Khi này thì y sẽ bằng cộng trừ b. B1 sẽ có tọa độ là 0 trừ b, B2 sẽ có tọa độ là 0b. Bốn điểm này thầy sẽ gọi nó là các đỉnh của elip nhờ vào việc xác định được các đỉnh của elip ngay lập tức từ phương trình của elip chúng ta có thể vẽ được elip một cách dễ dàng hơn bây giờ các em hãy quan sát đoạn thẳng màu xanh mà thầy đánh dấu ở đây đó chính là đoạn thẳng a 1 a 2 đoạn thẳng này thầy gọi nó là trục lớn của elip đoạn thẳng màu tím là đoạn thẳng b 1 b 2 thầy đánh dấu ở đây thầy gọi nó là trục nhỏ của elip A1, A2 của chúng ta có độ dài bằng bằng 2A. Nó chính là độ dài của trục lớn của elip. Còn B1, B2 của chúng ta có độ dài bằng 2B. Nó là độ dài của trục nhỏ của elip. Vậy thì qua phương trình chính tắc của elip, chúng ta đã rút ra được một số đặc điểm hình học của elip. Như thầy đã liệt kê ra ở đây, elip sẽ có các trục đối xứng là OX, OY, có tâm đối xứng là gốc tọa độ O. Và elip sẽ có bốn đỉnh là A1, A2, B1, B2. Và đoạn thẳng A1A2 sẽ được gọi là trục lớn của elip, đoạn thẳng B1B2 sẽ được gọi là trục nhỏ của elip. Thầy có elip có phương trình chính tắc là x bình trên 9 cộng y bình trên 1 bằng 1. Dựa vào phương trình chính tắc của elip này, các em hãy tìm cho thầy tọa độ các đỉnh, độ dài trục lớn, trục nhỏ và tiêu cự của elip. Dựa vào phương trình chính tắc của elip E này thì chúng ta có thể rút ra ngay là gì? Đầu tiên, A bình sẽ bằng 9. Từ đây thì suy ra ngay là A sẽ bằng 3. B bình bằng 1. Suy ra là B sẽ bằng 1. Từ đây thì chúng ta có thể rút ra ngay là tọa độ của các đỉnh. Đầu tiên A1 sẽ là gì? Sẽ là trừ A0 có nghĩa là trừ 3, 0. A2 sẽ là 3, 0. Đỉnh B1 sẽ có tọa độ là 0, trừ B, có nghĩa là 0, trừ 1. Và đỉnh B2 sẽ có tọa độ là 0, 1. Độ dài trục lớn của chúng ta chính là đoạn thẳng A1, A2. Nó bằng 2A và bằng 6 độ dài trục nhỏ của chúng ta là B1, B2 nó bằng 2 lần B và nó bằng 2. Để tính tốc cự elip chúng ta sẽ tính được là C bình sẽ bằng A bình trừ B bình và nó bằng 8. Như vậy là C bằng căn 8 sẽ bằng 2 căn 2. Như vậy thì từ phương trình chính tắc của elip chúng ta có thể tìm được tất cả các thông số liên quan đến elip như thế này. Thầy kết thúc phần 3 là hình dạng của elip ở đây. Chúng ta đến với phần thứ tư là liên hệ giữa đường tròn và đường elip. Một cách trực quan thì chúng ta có thể thấy là đường elip nó có hình dạng gần tương tự với đường tròn. Đầu tiên, dựa vào phương trình chính tắc của elip E ở đây. Và mối liên hệ giữa B, A và C như thế này. Nếu mà C càng nhỏ, tức là C càng vần, từ gần về không thì giá trị của B sẽ càng gần giá trị của A. Khi giá trị của B mà gần giá trị của A, tức là độ dài trục lớn và độ dài trục nhỏ gần bằng nhau, thì elip E này sẽ có dạng gần như là đường tròn. Các em hãy quan sát hình vẽ sau đây. Thầy có hình vẽ elip E màu xanh ở đây, có phương trình x bình trên 25 cộng y bình trên 9 bằng 1. Nhưng mà phương trình này thì chúng ta cũng có thể thấy là A bằng 5 và B bằng 3, C của chúng ta sẽ bằng 4. Bây giờ thấy đưa giá trị của C về 0 bằng cách thể kéo thanh trượt như thế này. Chúng ta có thể thấy khi này thì giá trị của B sẽ bằng với giá trị của A là bằng 5. Và elip E sẽ có phương trình x bình trên 25 cộng y bình trên 25 bằng 1. Đây cũng chính là một phương trình đường tròn có tâm là gốc tọa độ của chúng ta và có bán kính bằng 5. Và chúng ta cũng có thể tưởng tượng được là giống như phần đầu bài chúng ta đã xây dựng một elip nhờ vào hai chiếc đinh và một độ dài không đổi thì ở đây hai chiếc đinh của chúng ta sẽ có cùng một vị trí, f 1 M2 sẽ là hai điểm trùng nhau. Khi này, thì thầy kéo căng sợi dây màu đỏ và thầy di chuyển sao cho nó luôn căng, thì thầy sẽ được hình tròn, cũng giống như chúng ta sử dụng một chiếc compa vậy. Như vậy nôm na chúng ta có thể hiểu là đường tròn chính là một elip. Elip này có đặc điểm tiêu cự của nó bằng 0. Như vậy thầy kết thúc phần 4 là liên hệ giữa đường tròn và đường elip ở đây. Hy vọng là các em đã hiểu được cách dựng một đường elip mà thầy đã làm, qua đó hiểu được định nghĩa của đường elip, cũng như nắm được các tính chất cơ bản của đường elip và mối liên hệ giữa đường tròn và đường elip mà thầy đã trình bày trong bài hôm nay. Để nắm chắc hơn kiến thức, các em hãy đọc thêm trong phần lý thuyết tương tác cũng như làm thêm các bài tập trong phần luyện tập nhé. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng sau.